Đến nay mà vẫn có người tinh thần y là do dân trí bên Việt Nam còn thấp chứng tỏ giáo dục Việt Nam yếu kém chịu mà nó đúng tao nhận tao không đào Như Nguyễn là quân tử lắm mà nó không mày nó đúng tao nhận tao ứ đam chịu thua 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 điểm này thôi nha chứ mà điểm khác không thua nhưng mà các bạn chơi với Di Nguyễn lâu rồi thì bạn phải biết là tính cách Di Nguyễn nó làm sao Di Nguyễn là một thanh niên bất bại trên bầu trời đam trẩu rồi bây giờ Di sẽ lật ngược thế cờ đây bây giờ mấy thằng ở bên anh á mấy thằng ở bên anh đó nha nước g 7 đàng hoàng nha nó lên nó cạp cái trụ 5 g đúng chưa vì nó tin rằng mấy cái trụ 5 g đó là covid vậy thì dân trí nó cao hay thấp rồi trả lời lại đi ba mày trả lời dân trí nó thấp là một điều chừng nào mày trả lời dân trí nó cao đi thì tao mới thua nha tới đây là một điều rồi nha rồi mấy thằng ở bên mẹo á nó không tin covid có thật đó nó coi covid là một cái thiết âm mưu chính trị nào đó vậy thì tụi nó dân trí cao hay thấp nè vậy thì mà nếu mà mày nói mấy thằng bên mẻo đó dân trí thấp luôn là tao ăn ngược lại hai một còn nếu mày nói mấy thằng khứa đó dân trí cao thì tao chịu luôn rồi tao thua rồi xin mời mày quyết định bầu trời châu âu tại sao tao đam ăn trước tại nít mày là bầu trời châu âu chưa đâu vậy đủ ăn rồi mình muốn nữa thì nữa à bonus nha mấy anh mỹ tiếng việt nha nó nó quảng cáo cho thần y mà thậm chí nó là nạn nhân của thần y luôn nó lại nó bấm nguyệt nó bấm lưng nó dặn tay nó dặn cổ nó bẻ mình nó rút lưỡi nó kéo lưỡi từ lưa hộp dưa hết thì cái đó là giáo dục của Mỹ cao hay thấp vậy dân trí của những người đó cao hay thấp trả lời luôn đó là bonus đó bạn tỷ số 21 có thêm màn bonus nữa nha đúng là bên châu Âu vẫn còn một số dân trí thấp là do cuồng tôn giáo còn Việt Nam là do giáo dục à, tao phải nghĩ một thế hệ nữa thì Việt Nam dân trí mới cao liên quan tới tôn giáo má tự nhiên mà cạp mà cây cái 5G cái mà nói tôn giáo à trời ở, ở, ở bên châu Âu dân trí thấp thì nó đổ thừa là do tôn giáo đó còn ở bên ở bên Việt Nam dân trí thấp thì đổ thừa giáo dục vậy ta hỏi mày cái vai trò của giáo dục làm sao để cho ta cuồng tôn giáo thì có phải là giáo dục dở không đúng không giáo dục phải dạy cho người ta là đúng và cái nào sai tôn giáo là tín ngưỡng đúng không tín ngưỡng là mình tin chứ không phải mình cuồng được nói vậy mà nói được á cái thằng châu Âu thằng bầu trời ba cái thằng bầu trời châu râu này lập luận đúng ngu luôn các bạn nói chung á bây giờ bạn nói về Mỹ mà về nó diễn nó ngu mà nó dở đó bạn nói chim sắt chim trời chứ cho nó cực vậy bạn chỉ nói đơn giản vậy thôi nè bên Mỹ dân trí nó thấp ở cái điểm nó tin rằng Việt Nam nghèo đói sắp chết và nó tin rằng độc tài tin rằng cộng sản đồ mấy cái đó là cái ưu nhất nó cái, nếu mình nó mình chơi chính trị á nó 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 tin rằng cộng sản độc tài dở áp bức người dân sống khổ lầm than nó cái đó nó cái quan trọng như cái đó là nhận thức chứ lại gì bây giờ các cụ ngồi suy nghĩ với mình coi có đúng không cái đó là cái nhận thức như còn còn Di Nguyễn á Uh, Di Nguyễn uh, sống ở trong bầu trời sau chủ nghĩa tốt nghiệp với mái trường sau chủ nghĩa được giáo dục sau chủ nghĩa nhưng mà Di Nguyễn đâu có đâu bao giờ nghĩ ở ừ, chủ nghĩa tư bản là 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 địa ngục đâu đâu bao giờ có đúng không Tại sao tôi dân trí cao tại vì tôi ăn học ở một cái hình thái sợi cao tôi không có tin vào những cái điều điên khùng đó tôi đâu bao giờ tôi nói ở chủ nghĩa tư bản là địa ngục không bao giờ có tôi nói chủ nghĩa tư bản nó có những cái mâu thuẫn của nó có những điểm kém của nó đúng không nhưng mà chủ nghĩa tư bản nó có những điểm tốt của nó Bây giờ tao là chủ nghĩa hội, điểm tốt tao lấy, tao lấy hết, điểm xấu tao bài trừ. Thế thôi, thôi. Hỏi xã hội chủ nghĩa là bản chất đất nước chứ không phải chứ không phải là do chế độ, đúng không anh? Mày nói cũng đúng, đồng ý. Hỏi anh Duy có thể giải thích về chủ nghĩa hội Bắc Âu không ạ? À? Sao gọi là xã hội chủ nghĩa? Tại vì cái cách điều hành đất nước là xã hội chủ nghĩa. Đúng không? Phúc lợi cho người dân này nọ kia, an sinh xã hội cao, đúng không? Sản xuất kinh tế dư thừa, dự trữ ngoại tệ cao, có công ty nhà nước nữa có mô hình công ty nhà nước nữa mà mà mô hình công ty nhà nước Mỹ này nó 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 ghét lắm mà nó nó không nó không ghét Bắc Âu mới đâu chứ tại sao tư bản lại ghét xã hội chủ nghĩa vậy anh em không biết nên mới hỏi tại vì bây giờ chủ nghĩa xã hội nó sẽ xóa bỏ chủ nghĩa tư bản nên bây giờ chủ nghĩa tư bản nó phải phòng thủ nó nó phải tự bảo vệ nó bằng cách nó giết xã hội chủ nghĩa khi mà sau chủ nghĩa còn nhỏ chủ giống như giờ tư, tư chủ nghĩa tư bản là con chuột mà chủ nghĩa xã hội là con mèo nhỏ thì bây giờ con chuột nó biết rằng con mèo này lớn lên sẽ giúp nó thì bây giờ nó phải bục con chuột con mèo này từ nhỏ luôn đó là cái ví dụ mèo và chuột đó là khá là đơn giản mà các bạn có thể hiểu đó bắc âu nó quản lý thông minh không thất thoát nên mỹ không ghét được chú chứ đâu như ai đó không phải em chẳng qua bắc âu nó không có mâu thuẫn như mỹ thôi bắc âu nó không có mâu thuẫn như mỹ bắc âu nó cũng không có tham vọng chứ bắc âu mà nó tham vọng nhưng trung quốc mỹ bóp cổ mà chết lâu rồi à, vì việt nam tao chưa thấy chủ nghĩa xã hội đâu mà chỉ thấy dân đi xe máy thôi mà chưa thấy tao đâu cần mày thấy và cuộc đời mày cũng bộ quan trọng mà chữ thấy lắm hả thì bây giờ mày đang đi xe máy mày phấn đấu lên xe hơi là sống đúng không chứ tại sao mày nghèo thấy mẹ luôn mà trong đầu mày lúc nào cũng đi cà khịa chủ nghĩa sội làm gì kể nó nó mày chưa trả lời câu tao hồi nãy nha hồi nãy mày nói là việt nam sắp toan rồi tao hỏi mày nếu mà việt nam toan thì vai trò và trách nhiệm của mày như thế nào không trả lời 3 triệu bây giờ là phải chơi thiết quân lực mấy bạn mày mày không dám trả lời câu tao hỏi 3 triệu không có không có màn thả pháo một chiều đâu con đó mày thả pháo một chiều thì tao thả lại mày phải đốt rồi bây giờ mình sẽ phản đam thằng bình nguyễn nha các bạn nhẹ nhàng thôi không biết gì về chính trị nhưng chửi phản động để lấy lòng kệ nó tốt không sao cả lấy lòng cũng tốt không sao cả ít ra việc đó có lợi cho dân cho nước còn đỡ hơn không biết gì về chính trị mà làm chó hồ hại dân hại nước bây giờ ta sẽ giảng nghĩa cho mày nghe đúng không nếu mà mày nói không biết gì về chính trị thì trên đời này có đóng thằng nó cũng biết gì về chính trị nhưng mà bây giờ người ta chọn cái tốt để người ta theo mà dùng chữ nịnh luôn cũng được nữa mày dùng cái chữ mà lấy lòng cũng được nữa chả sao đúng không nó là cái điều thiện nó có lợi cho dân cho nước thì đó là ok đó là ủng hộ hả? À. còn đỡ hơn mấy thằng á, mấy con á, mà nó không biết gì về chính trị hết trơn nó Trời hết đó mà nó làm chó hùa cho các bọn chính trị hại dân hại nước thì sao đấy anh thấy Việt Nam thu nhập cao không anh không hôm qua mới đọc sách thấy Việt Nam mức thu nhập thứ hai thế giới mà đọc sai sai nó ghi là mức thu nhập hai thì thiếu, thiếu 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 gia đình hay gì vậy thì thiếu giáo dục hay gia đình gì chứ không hiểu gì hết và cơ sở hạ tầng còn kém đúng, Việt Nam cơ sở hạ tầng rất kém à, nữ sắc suy cho cùng cũng chỉ là da với thịt, máu mũ tanh thôi cái bẫy luân hồi, đau khổ vô lượng kiếp, xa chân giàu lục dục, biết bao giờ mới thoát, amen thôi mày đi thiến đi mày ơi mày nói chuyện tao không hiểu gì trên chơi xuân Nguyễn ơi bây giờ em muốn thoát khỏi Hồng Trần đó, thì thôi em đi thiến đi nha À, Di Nguyễn có những có nhận xét về những phát ngôn của chị Hằng về vấn đề vaccine Ủa thì phát ngôn của chị Hằng về vấn đề vaccine có gì đó không ổn không ạ à? thì lúc trước chị Hằng nói chị Hằng sẽ à, chị Hằng nói vui là chị Hằng sẽ tặng uh, bao nhiêu á kiếm kiếm mua chứ chưa nó tặng à tiền liên hệ đối tác gì đó mua gì 10 triệu liều vaccine gì đó rồi sau này thấy cái màn vaccine mà mua khó quá thì họ không mua nữa chuyển qua cái khác gợi ý làm khu uh, khu khu gì khu uh, khu khu cách ly và bệnh viện giải chiến trong Đại Nam rồi cái vụ cơm từ thiện với cái vụ mà mà vaccine nó thì mấy thằng chống chị hằng nó đang ra nó đang đem ra nó mổ xẻ nó ngồi nó nói ghê đó mà nó rất là ngu các bạn ơi mình là biết bình luận cái đó lắm. sao mình thấy ví à, à, dụ như bình thường ăn ti chị hằng có vấn đề gì đó bạn có vấn đề gì đó mình cũng không, không không muốn không muốn bình luận chi hết đó tại vì cái đẳng cấp và cái trình độ của mình nó cao mà hiểu không mình đi bình luận những vấn đề đó vô tình đó, cái nó kéo lùi lại cái đẳng cấp và cái vị trí cái position của mình xuống bạn hay là cái level trong xã hội này nọ kia cái thứ đồ giống như giờ chụp mũ chị hằng nói chị hằng đòi giải tán quốc hội rồi thôi nói gì nói kiểu gì duy có nghe bà ma xó nói về chị hằng chưa rảnh quá vô nghe bả ví dụ như cuộc đời tôi tôi rảnh là tôi coi phim đó hoặc là rảnh là tôi nghe tôi nghe tin tức chơi game tự nhiên kêu tôi vô nghe bà đó tôi nói tôi không chơi là tôi tôi không khe mà đã không chơi là không không, liên quan đúng không à, sao duy nguyễn cuồng chị hằng thấy anh ủa cuộn chỗ nào ba cuộc sống anh anh cuồng ai đó nên em nói anh cuồng chị hằng là sai đó em nói anh cuồng chị hằng là không có đúng nha mấy em nói với đâu cuồng chị hằng là chị hằng anh duy là anh duy chị hằng là công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao anh duy là công ty hữu hạn trách nhiệm một mình duy đó nhưng mà anh ủng hộ chị hằng không tại vì hằng làm những cái điều mà anh cảm thấy thiên hạ này chưa ai làm được hết á nói chung là anh bị anh bị gọi là là là, là thêm cái nữa nè các bạn chị hằng đã có những cái thước livestream mà đi vô lòng người luôn suốt cuộc đời này Duy Mỹ không có một kêu eo nào làm được điều thứ hai cái cuộc livestream lịch sử ngày nhiêu quá ta hình như là ngày 25 tháng 5 đó thì phải không nhớ nha các bạn nếu mà không có chị Hằng thì sẽ không có từ thiện bẩn là từ thiện bẩn nó sẽ không nó sẽ không được hiện ra đó cái đó là cái ăn tiền nhất các bạn xong rồi cái thần y nữa hai cái đó thôi là là mày mày, mày phải khắc tên chị Hằng đó, tại vì mày không có hiểu được nỗi khổ của người ta má bây giờ mày mày từ thiện cho người ta mà người ta cầm tiền người ta đi quýnh bài hay người ta cầm tiền người ta sử dụng cho đích cá nhân trong khi cái tiền nó không được đến đến tới dân nghèo thì cái đó có phải là mày bức xúc không nó nhưng mà đâu có ai dám môi ra đâu có mình chị hằng à vậy thì chị hằng đã, đã, đã chấp nhận đối diện với can, địa, can đảm bộ lộn xin lỗi bạn lấy hết can đảm của mình ra để đối diện với những cái những những thế lực kẻ thù khủng khiếp đúng không? đó không vậy thì mày có ai đồ hay không mọi cái điểm đó là phải ai đồ cái điểm thứ hai nữa là trời ơi các bạn sẽ biết là trên đời này không có thần y qua đà cũng là thần y nữa đúng không nên cái gì mà nó gọi là nó thủ tục là nó mê tính dị đoan nè và nó gọi là nó nó ma mị nè nó lừa đảo nè thì cái đó là cái phải bài trừ để cho một cái xã tiến lên văn minh hiện đại nào hiểu chưa mà tự nhiên mày thích mày ba giờ mày chống chị hằng đi Ủa, tự nhiên người ta không chống mà nó ta cù nó đồ điên chơi vậy sao phe ba chừng nào mày làm tốt hơn chị hằng ok thì mày phản biện chị mày cà kè chứ luôn cũng được nữa còn tới ngày thời điểm ngày hôm nay tao chưa thấy một người nào làm tốt hơn chị hằng ở hai cái điểm đó rồi sao đúng không hai điểm đó đó mày thấy ai làm tốt hơn đúng không tại sao mà, mà mà mà, cái hiện tượng thần y có thể tồn tại 10 năm nó không biết bao nhiêu con người ta khổ cực này nọ chết chóc có rồi xong rồi bị lừa tiền có tiền mất tật mang có mình không nói chị hằng là bồ tát sống nhưng ít ra trong cái giai đoạn trong cái thời điểm xuất hiện một người tên nguyễn phương hằng để nó cho những cái điều ra sự thật thì giúp cho ừ, người dân người ta đỡ bị lừa gạt rửa, rồi phải tỉnh ngộ lại đúng không xong rồi ta trong vấn đề từ thiện phải tỉnh táo lại Chứ người người từ thiện nhà nhà từ thiện Tại các bạn không cảm thấy nó có vấn đề à có nên đánh dụ từ thiện dụ uh, thần y từ thiện bẩn youtube dơ làm án điểm không anh nên thêm một cái nữa những người nổi tiếng kích động fan đập luôn tức là những người nổi tiếng đó xong rồi đi bót bài một cách mà nó thiếu suy nghĩ nó thiếu muối đó hiểu không nó ảnh hưởng tới ảnh hưởng tới này nữa kia cái đó là phải gõ luôn chứ không phải là nổi tiếng xong rồi muốn lên nói sao nói đâu nói những điều xàm nói không nó nói những điều không có lợi cho dân cho nước rồi xong rồi mấy con nhỏ mà con gái lên nó tối ngày nó khoe này khoe kia đó cái đó là cũng phải hấp nó luôn tại vì nếu mà nó khoe như vậy á, mà nó không có cái gì cả thì những đứa trẻ những bé gái khác người ta sẽ nghe theo những đứa đó và nó coi thường giáo dục nó coi thường giáo dục và nó coi thường gia đình nó cứ nghĩ rằng ừ, mẹ sau này sống đó, chỉ cần đi cặp đại gia là được rồi nhưng mà nó đâu có biết rằng đại gia cái lượng tinh trùng cũng có giới hạn chứ đâu thế nào mà cứ đi cặp cái kiểu đó hoài vì xã hội nó còn cái gì nữa nó có nhiều vấn đề cần phải xử lý để chấn chỉnh lắm chứ không là không kịp cho tôi nó đâu à, Di Nguyễn kích động fan cuồng rì bọt kinh khác có nên xử không anh xử luôn mà thấy Di Nguyễn này kích động fan cuồng mà rì bọt kinh khác mà xử luôn nha không sao điều đó tốt nhưng mà nếu mà kích động fan cuồng để rì bọt kinh khác thì đã không là Di Nguyễn nhan lông ngô của lộn lông chuối <laughs> sao giờ nhiều lông quá cái gì chị hằng của mày kiện ông thần y tới đâu rồi chú Di lúc thì mày lúc thì chú lần sao thì bây giờ chị hằng kiện ông thần y tới đâu chị nó liên quan tới tao không không hề liên quan gì tới tao đó mà tao cũng không có theo dõi cái vụ kỳ việc đó cái vụ việc đó là liên quan giữa chị hằng và ông thần y nó còn mày là mày khóc giùm trong thần y á thì mày tới cơ, cơ, quan điều tra công an mày hỏi đi ê, đồng chí nhá nhá bộ hồ sơ cho mình coi cái tới đâu rồi đồng chí đó coi mày có cái tư cách đó không mà mày hỏi à, vì quả này cô hằng nói về n tộc là nó lên vàng quá Bây giờ lên vàng có cạp mà ăn được hay không mày Đúng không Bây giờ lên vàng có cạp mà ăn được hay không Bây giờ nhiều người theo dõi Ok Nhưng mà những người theo dõi đó đó Họ có sống chết vì mình hay không Hay là họ chỉ theo dõi mình Họ có tôm lên làm idol không Để Bây giờ tao hỏi nè Ở đây bao nhiêu thằng Dám nói là mày idol thằng N tộc Đúng không Nhưng mà mày sẽ tự hào Mày nói là tao idol Duy Nguyễn đó Cái thằng N tộc ai mà chả hiểu nó Nên cô Hoàng Đam về nó tốn thời gian Không phải dân chính trị hiểu nó nhưng mà dân xã hội chưa hiểu nó nên tiếng nói của chị Hằng rất quan trọng trong lúc này tôi phải tính hết rồi ba phải tính hết rồi mới đi cái nước cờ này chứ không mà toan ngang mấy ba không hiểu đó mấy ba không hiểu là tại sao chị Hằng phải lên tiếng tại chị Hằng không phải là chính trị chị Hằng chỉ là một người dân bình thường thôi thì tiếng nói của người dân bình thường sẽ có tác động đến người dân bình thường tại sao thêm mà các bạn không muốn và lại muốn bớt các bạn là chính trị thì đương nhiên bạn hiểu hết nhưng mà những người khác không chính trị người ta cũng không biết cái thằng khứa này thằng nào luôn hiểu không nên cái đó là gì đó là nghệ thuật chiến tranh nó là nghệ thuật chiến tranh và nghệ thuật dân vận hôm hôm anh nói nợ cô hàng một buổi lai like chung anh đúng đề tài mà tủ mà bị dịch quá đúng tại đang bị dịch quá thôi giữ rừng non xanh thiếu gì lo củi đốt bạn mai mốt giả sử có một buổi lai like chung là di nguyễn chỉ ngồi duy nguyễn thả pháo thôi duy nguyễn phỏng vấn thôi chị nghĩ sao chị nghĩ sao đồ bảo đảm là mắc luôn đúng không chị nghĩ sao đồ chị nghĩ sao nó học lớp 7 mà nó mà mà mà, nó coi thường cả đất nước Việt Nam này nó dạy Việt Nam này nó ABC trong khi nó nhà mướn chị chị nó chị chịu nghe nó không bảo đảm mắc mắc luôn rồi xong rồi chị nghĩ sao kia cái, cái tay nó bị tập đúng không bồ thì không có không có nhỏ gái nào chịu đụng đứng cho nó, nó mà mà nó làm video dạy à, dạy mấy vấn đề về sinh lý tình dục đó, thì nếu chị là con gái chị có cho con gái chị coi coi, coi video của nó không rồi xong luôn chuẩn bị tắt bếp tập 2 rồi chị nghĩ sao á mà là mà lúc miền trung lũ lụt á người ta gồng mình ra cho chống dịch cái thằng cái thằng cờ hó đó đó nó làm video nó giải khôn chính phủ nó, nó, chỉ trích chính phủ để nó kiếm tiền youtube rồi xong rồi bây giờ bây giờ đức với hà lan đồ này nọ kia tất cả nước bên châu âu nó bị lụt vậy á xong nó xách xe, xe đi phượt chị chỉ cần những cái câu đó thôi rồi nghe là bảo đảm từ cái miệng chị hằng ra là tụi mày đỡ không nổi luôn á gì à sao ba ông chồng cũ của chị hà chị hờ đều đi tù với anh thì mày qua mày hỏi chị hờ tao đâu có chơi với ba ông chồng cũ của chị hờ đâu mà hỏi tao ông thằng ông chuối này bị khùng cô hằng hạ mình không phải là hạ mình tức là bây giờ cô hằng đang trong, chị hằng đang ở trong cái 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 trào lưu mà gọi là là là, là 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 là, đập mấy phản động mà nó nó hại dân hại nước mà nó chọ mỏ về quê hương chứ không phải là hạ mình nói chung là các bạn không hiểu không nó nói, nói chung là di nguyễn đã nói là chị hằng lai like 4 giờ bữa nay 4 giờ thì chắc chắn là trong câu chuyện này á thì là di nguyễn cũng phải có cái sự gì đó rồi chứ không phải là tự nhiên để mà làm một cái gì đó nó sơ hở làm gì đó nó có hại đâu mấy ông ơi khổ mấy ông quá nó còn còn mọi chuyện á, thì nó thuận theo ý trời đúng không mọi chuyện thì nó thuận theo ý trời nhưng mà mình phải làm những cái điều tốt nhất thì anh nói rồi hôm qua anh nằm mơ mà mà anh còn nằm mơ nữa trong cái livestream này còn vài đứa chuẩn bị lên dĩa nữa đó, anh còn nằm mơ trong livestream này còn dài đứa chuẩn bị lên dĩa nữa nha rồi bây giờ á, mấy bạn kêu gọi đi mấy anh chị em cờ đỏ đó đi vô live của chị hằng phải cung cấp thông tin cho chị nha phải cung cấp thông tin bây giờ là bây giờ là gì nói thiệt bây giờ là chị hằng ở trên chị hằng nói chị hằng không đọc comment thì một đống cái comment ở dưới nó sẽ nhiễu loạn đó nó sẽ nhiễu loạn bây giờ là các duy nguyễn không cần các bạn cờ đỏ coi livestream của duy nguyễn mà các bạn cờ đỏ phải đi qua bên livestream của chị hằng để chiến đấu trong mặt trận comment đó trong cái trong cái comment kinh chát của, của 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 của, trường đua đại nam đó các bạn đúng không để không mà tụi nó tụi nó chiếm á coi chừng tụi nó chiếm thành nhen đó, mấy ông cờ đỏ phải nằm tiếng đầu nha nó còn mấy mấy người vệ binh này tiếng sau đánh trận này ngon ngon thôi thế nào cũng có nợ con vô gáy ghê lắm không những có nợ con mà ma con rồi gì con tờ lừa con luôn nắm con đồ nhiều con lắm xong rồi bạn nào mà fan duy nguyễn là gì ghi rõ vô nha fan duy nguyễn Đứ, đứa, nào phản động chém hay là gì đó ghi vô nó, nó tạo ra một cái một cái trận chiến mà sĩ khí nó cao lên các bạn nè bên vợ nó đang đánh đầu mờ nè, nòa đò, là bà vô tôi tôi xem live màn hình cho bạn coi nè, trời ơi nó nó đùng đùng rồi nè bạn nó rần rần rồi nè, phải không? nó rần rần rồi nè, cái này giống như công thành chiến trong võ lâm á bạn ơi, này không, nè rần rần rồi nè, đó đúng không các bạn? Bây giờ thì nói giữa chị hằng với 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 gì ma miết gì nè, thì bây giờ á chị hằng á chị lấy thân mình ra, chỉ bạch mặt thằng nào tộc, đúng chưa? rồi còn còn cái bà kia tối ngày yêu nước thương dân khi khô vậy chân đó trong một cái lúc mà mặt trận truyền thông nó đang nhiễu loạn như vậy mà toàn là live stream nói chuyện xàm không à thì cái điều đó các bạn có nể không không nói nhiều nữa ok tôi tôi không nể tôi đang nể chị hằng nha cái việc này không phải là của chị hằng nhớ. nhưng mà chị hằng đã bỏ thời gian ra công sức ra chị hằng đang bị sốt đó các bạn chị hằng đang bị sốt nha đó nên các bạn phải vô hỏi thăm chị hằng ơi. chúc sức khỏe chị hằng chị hằng đã hạ sốt chưa giữ gìn sức khỏe nha chị nếu cô chơi anh nờ tộc thì từ nay con hết hâm mộ cô luôn chắc cô cần mấy anh phản động như con hâm mộ lắm <laughs> chắc cô cần mấy anh phản động như con hâm mộ lắm bảo đảm xong cái like này là mấy anh chị em cờ đỏ chịu khó lên clip nha lên bài nha lên sóng nha nó cái này là cái chiêu mượn nước để thuyền nha các bạn ờ, tất nhiên duy nguyễn là không lên duy nguyễn là duy nguyễn là không có đó cái tôn chỉ của duy nguyễn là không lên nhưng mà mấy anh chị em cờ đỏ đó ở, cố gắng lên clip lên bài lên sóng đó nó là mà nó là nhất tuyển xong điêu nha các bạn đó, cái này là nhất tuyển xong điêu